Cuộc sống con người mà dù như thế nào mình cũng phát thiện, vì đời người chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi thôi, vì mình phát những cái thiện tâm nó vẫn là tốt. Con người thì ai cũng có cái sai, nên mong rằng mỗi một con người mình nên cho nhau cơ hội. Quý vị nhớ kỹ, cho người khác cơ hội là đã cho mình cơ hội. Hôm nay người khác sai, mình có thể nói họ, nhưng chúng ta có nghĩ rằng một ngày nào mình sai cũng bị người khác nói. Nên con người là thường trả lại cái lập luận để bản thân của mình nhận thức rằng khi mình bị người khác chửi mình sẽ đau lòng, thì bản thân mình không muốn chửi bất cứ một người nào cả. Nghĩ vậy thì bản thân mình sẽ giảm đi cái điều tội lỗi, giảm bớt đi và hiền bớt đi. Nên quý vị biết rằng một con người, người ta lỡ phạm điều sai mà quý vị nuôi lại hạt giống này và họ phát triển lại, đó là quý vị đang tạo điều kiện cho con người đó tương lai có khi họ còn giúp còn cực kỳ nhiều người hơn nữa. Tại vì sao? Vì họ đã giúp một cái mà quý vị đỡ họ lên, cái tấm chân tình đó họ cảm ơn quý vị lớn dữ lắm, cảm ơn lớn. Giống như bây giờ những đức gặp những trường hợp gì, quý vị động viên những đức, quý vị cùng tu chung những đức. Những đức bán bánh cam, quý vị mua giùm cái bánh cam. Thật sự mà nói cái tấm lòng nó không đơn giản, thật sự không đơn giản quý vị à. Cái lúc mình bình thường mình đầy đủ cuộc sống ấy, quý vị, bản thân có khi mình chưa cảm nhận được cái sự khó khăn đâu. Nhưng khi mình gặp một sự cố khó khăn trong cuộc đời, mình bị bao nhiêu lời thị phi, bao nhiêu sự việc đến với mình, thật sự bản thân mình mong người khác có sự cảm thông cho mình và cho mình cơ hội. Khi nghĩ được điều này rồi, một ngày nào khi bản thân của mình đứng lên được, mình nghĩ rằng mình phải cho tất cả chúng sanh đều có cơ hội. Tại vì khi mình gặp sự cố, người ta cho mình cơ hội, bản thân mình đâu có gì mà quá trọn vẹn đâu. Tại sao mình không cho bất cứ một chúng sanh nào dù sai cỡ nào để họ được cơ hội? Nên người nghe đạo phải nhớ kỹ điều này. Mình đều còn sai. Cho người khác cơ hội là đang cho mình cơ hội. Đẩy người khác vào đường cùng thì cũng như mình đẩy mình vào đường cùng. Nên trong kinh Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sanh cùng là một thể. Khi mình nghĩ lợi ích cho người khác, giúp người, tha thứ cho người thì mình đang trở lại, quay lại cái đó dành cho mình. Còn khi mình nghĩ mình phải giải quyết người này, phải xử lý người này, phải cho người này đi đến cùng đường mạt lộ, thì mình cũng đang đẩy mình vào con đường cùng đường mạt lộ. Hãy nhớ kỹ điều này. Cuộc đời con người chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi thôi quý vị. Ai cũng có những cái sai lầm trong cuộc đời. Như bản thân những đứa cũng sai lầm. Nhưng mình sẽ cố gắng, cố gắng. Cỡ nào cũng phải cố gắng. Dù không ai giúp mình thì mình cũng phải giúp mình. Phải cố gắng. Nên đó là những điều những đức cũng có thể chia sẻ. Nhiều người cũng đang ngồi nghe. Hiện tại room mình đã 1.000 người đầy. Bây giờ muốn vô nữa vô cũng không được rồi. Đúng ngàn người vì coi, đúng ngàn người. Bây giờ vô không được rồi đó. Đó, nên mong rằng mỗi một cái tấm lòng này, mỗi một trái tim đang ngồi nghe này, hãy đánh thức lương tâm mình và nghĩ đến đồng bào bị lũ lụt. Và hãy chân thật từ một tấm lòng. Dù một đồng một cát hay không có, cũng có một tấm lòng thương yêu và cầu nguyện. Mỗi một con người nên phát tâm cầu nguyện. Và từ hôm nay một ngày bốn thời những đức tu, quý vị cố gắng vô tu để mình cầu nguyện cho kiếp nạn bão tố giảm bớt đi, cho người ta đỡ khổ. Và cầu nguyện làm sao mỗi con người đánh thức lương tâm mình, mở tâm ra để mong giúp được đồng bào bị lũ lụt, bị bão tố, bị chết. Mình giúp đỡ cho họ dù một chút, đó cũng là tình người, giúp cho họ để phát tâm phấn đấu vượt lên cái khổ đau. Như bản thân những đức bây giờ cũng vậy thôi. Quý vị cùng tu những đức thấy quý vị tu những đức cảm thấy cũng mừng vì Phật tử cũng còn giúp đỡ mình, hỗ trợ mình để mình tu chung với họ. Đó cũng là một cái động lực cực kỳ cao. Một con người thất bại của ngày hôm nay, quý vị cũng chưa hẳn rằng họ thất bại cả đời. Cái thất bại nhất là té mà nằm tại chỗ. Nên những đức có thể bị dắp té và những đức cũng có thể cố gắng đứng lên. Quý vị giúp những đức là nuôi hạt giống ngày hôm nay, để hạt giống này có thể đem tịnh độ chân thật mà giới thiệu cho quý vị. Nhiệt tình hết mình đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu bằng cả tấm lòng. Từ hôm nay bản thân mình giống như đem sinh mạng này để gọi là cúng dường tám bảo, nhiệt tình hết mình đem pháp môn tịnh độ giới thiệu. Chỉ ngồi một chỗ như vậy thôi, cùng tu tập với quý vị, và có thể từng gia đình, từng gia đình, từng gia đình để cùng tu. Đây là điều mà cảm thấy rất hạnh phúc, rất là mừng. Còn thấy người ta kiếp nạn thì mình phát tâm mình nói những điều này. Khi những đức tu với vị
Nó có nhiều cái vui buồn lẫn lộn nhiều quá. Vui là thấy quý vị chúng ta có thể có duyên cùng niệm Phật, cùng tu. Khi thấy mình được có thời gian mình tu gì, mình thấy mình cũng mừng. Cái buồn là khi coi những công đoạn mà bà con ở miền ngoài mà bị lũ lụt, quý vị, khi mình coi một cái thương tâm. Bác Hồ ngày nói Nam Bắc là một nhà, nên mỗi một con người chúng ta nếu đặt mình vào người bị tai nạn thì thấy thương thật sự. Trong lúc đó thật sự là nếu có ai tặng mình miếng gạo, miếng bánh, cái mền, cái gối, thì bản thân chúng ta sẽ trân quý còn hơn một món quà thiệt lớn lúc bình thường. Vì đặt mình vào họ, mình sẽ nhận thức được, thấy tình cảnh khổ. Đúng không? Nên đây là lời chia sẻ bằng cả tấm lòng. Quý vị nào khi chúng ta nghe, quý vị nhớ câu lá lành đùm lá rách, nên giúp đỡ nhau, chung tay nhau để giúp đỡ nhau, để vượt qua cái hoạn nạn khổ đau. Như nãy Đức nói câu nói là giúp ngặt chứ khó giúp nghèo. Đây là lúc khó khăn quý vị, bà con đồng bào bị lũ lụt, đây là lúc khó khăn dữ lắm. Mà lúc này mà mình giúp được quý dữ lắm quý vị, quý dữ lắm thật sự. Thì những Đức có lời chia sẻ, mỗi một con người mình chích ra một chút phần ăn của mình để mà chia sẻ, gửi đến đồng bào bị lũ lụt. Những Đức cũng nghe nói có những số tài khoản mình gửi, ví dụ như về mặt trận Tổ quốc Việt Nam vậy đó, mình gửi vô cho anh ta. Đó là yên tâm nhất, mình gửi vô để cho nhà nước người ta làm. Đó là đặc biệt. Dù là mình 100, 200 ngàn, 300 ngàn, mình gỡ vào mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho người ta làm xong. Cái tấm lòng mình quý vị, mỗi tấm lòng mình hết lòng hết dạ, dù một chút. Nên dù bây giờ những Đức bán bánh cam đi chăng nữa, được một chút như Đức cũng gỡ đến tấm lòng. Vì mình coi mình thật sự mình cảm động quý vị, thật sự cảm động, thật sự luôn. Nhìn thấy cái tình cảnh mà con người ta chết nhiều quá, chết bằng một cách có khi bất chợt bị chết, có khi lũ quét mà chôn dưới đất, kiếm người mà lấy cây người ta dò dò người ta tìm, biết thấy không, thấy cảnh đó thấy không, thì thấy cái sự vô thường trong cuộc đời không quý vị. Khi đến bất chợt, có khi mình đang ngủ nửa đêm bất chợt đến đâu hay đâu, đúng không? Nên nhìn cái cảnh mà gọi là làng xóm hoang tàn, bình địa, nhà cửa sụp đổ. Nếu đặt mình vào cái hoàn cảnh người ta thì mình sẽ đau khổ cỡ nào quý vị. Thật sự, mình biết đạo, mình biết tu. Bây giờ như những Đức lúc trước ở chùa, mấy con chim nó làm mấy cái tổ quý vị, ngay chăng chỗ cái cổng mà tháp hộ pháp á, quý vị thấy chỗ đó, quý vị là chùa, quý vị thấy có 3 mớ ổ chim. Những Đức thấy đó quý vị, mà chưa bao giờ những Đức lấy cái cây, những Đức khiêu cái ổ chim xuống. Vì những Đức nghĩ mấy con chim nó đi lượm từng cái miếng lá, từng cái cành cây, nó gom lại mà nó làm thành cái tổ, công sức cực. Giờ mình thấy cái cảnh quan đó, mình khự, mình quất đại cái tổ là cái nhà của nó đi, chịu không nổi, không làm. Thật sự luôn, con người thì ai cũng có sai, nhưng mà cái tấm lòng người học đạo tự nhiên mình thấy cái công sức người ta tạo ra không nỡ, không? Không chi bây giờ một con người mà cắt được một căn nhà, bao nhiêu sự cực khổ gian chung, lũ quét một cái thôi tàn phá, sự đau khổ được cỡ nào. Thêm cái nữa, sinh mệnh của người thân bị mất đi. Nếu mình đặt mình vào họ thì trong lòng mình sẽ suy nghĩ rằng
chúng ta nên chia sẻ một cái gì đó, dù là nó một chút thôi, nhưng đó cũng là một tấm lòng, một tấm chân tình của một con người cùng với con người. Mới nói là lá lành, lành đùm lá rách quý vị. Nó nên á, quý vị nên chân thật có một tấm lòng. Dù mình không có tiền, mình cũng niệm thêm một câu Phật hiệu, mình mong cầu nguyện. Cầu nguyện đó. Dù mình có khổ cỡ nào mà mình cũng chưa đến nỗi nằm vào cái hoàn cảnh đó. Nếu như bản thân mình mà mỗi năm nằm vào những hoàn cảnh mà bị lũ quét, thật sự đau khổ. Vừa tạo ra được chút tiền cuộc sống, sự nghiệp gia đình, cơn bão tới lũ quét một cái sạch sẽ. Nhưng mà tại sao người ta vẫn ở quê hương đó quý vị? Quý vị biết rằng nhân duyên mỗi một con người ở một địa phương nào là nhân duyên của mình ở nơi đó. Dù là quê hương như thế nào, vẫn là nơi mình đã từng sinh ra. Giống như bản thân của mình đi, khi mình nghe ai là người cùng quê với mình, cái là bản thân mình nó có một cái mối ân tình gì đặc biệt, thật sự. Thì từ nơi đó mà giữa con người đến với con người, khi gặp sự khó khăn, dù cái vùng quê, cái vùng đó mỗi năm có lũ lụt, nhưng người ta vẫn không bao giờ bỏ vùng quê hương của người ta. Nên dù cho mỗi năm lũ lụt cỡ nào thì người ta cũng ở đó, sự trung thành. Nên con người chúng ta, mình ở các tỉnh thành khác, mình không bị những cái tai nạn, những cái lũ bão gì, bản thân mình nghĩ đến người ta. Nên nhà nước cũng mở ra những số tài khoản, ví dụ, để mà mình bỏ vào đó, để mà gỡ truyền đến cho bà con đồng bào bị lũ lụt tàn phá. Thật sự mà nói thì một đất nước cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải nhờ nhà nước lo lắng giúp đỡ, chứ ai mà dám đứng ra được quý vị. Nên từ nơi đó mà chúng ta là mỗi một người dân, khi mình nghe như vậy, mình là người học đạo mà, mình đánh thức lương tâm của mình để mỗi con người mở tâm ra một chút một chút. Nếu đặt mình vào họ, bản thân mình sẽ rất là khổ. Mình cũng mong người ta giúp đỡ mình chút gì đó, miếng bánh, miếng gạo, cái mền, cái gối. Có những người mà nước lũ cao lên mà nổi, mà người ta kê cái chỗ ở, người ta trên nóc nhà, quý vị ơi. Bản thân mình bây giờ còn ngồi trong cái phòng, còn ngồi chỗ bình yên, mưa gió dài hộp, chút đỉnh, không đến nổi. Người ta phải chịu gió bão, ầm 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 ầm. Chúng ta học Phật, chúng ta hiểu nhân quả. Nhưng tình thương giữa con người đến với con người, đó là hữu tình chúng sanh. Nên mỗi một con người chúng ta nên phát cái tâm ra. Khi bị coi đến, mình thấy rằng tấm lòng dân tộc, nhìn một cái thương tâm. Nên nhà Đức nói với vị là vui buồn lẫn lộn, là lúc nãy nhà Đức tu, tại vì trước đó thời gian nhà Đức coi những công đoạn đồng bào bị lũ lụt. Rồi thêm cái nữa là gì? Thấy cái người miền Nam mình trong đây đi ra ngoài đó đi, đi cứu trợ, rồi có những chiếc xe chở hàng mà bị lật nữa. Nên từ nơi đó mà cái tấm lòng đó nó có cái sự mà gắn bó nhau, quý vị ơi. Nên mỗi con người mình chưa đi được, nhưng mình có một tấm lòng mình gỡ đến bằng một cái tâm chân thật, bằng cả tấm lòng của mình. Nên nó góp gió thành bão, chút 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 mà góp gom lại để gỡ cho đồng bào bị lũ lụt. Những đứa có lời nói gì chân thật bằng cả tấm lòng. Bắt đầu từ hôm nay, những đứa đưa lên chương trình mỗi tối thứ bảy thờ 12 giờ khuya, sẽ có cái thờ tu mỗi tuần thứ bảy đi chi. Mỗi ngày nhà Đức tu 4 thờ, và mỗi tuần thứ bảy buổi tối 12 giờ khuya nhà Đức tu thêm thờ đó nữa đến chi, để cầu nguyện cho kiếp nạn bão tố qua, qua giải bớt đi. Mình tin có vật hiệu này lắm quý vị, thật sự luôn. Cái tâm mà hướng thiện và phát thiện tâm cầu nguyện đặc biệt lắm, không phải giỡn đâu. Mỗi tuần thứ bảy, tuần nào cũng vậy. Rồi ngày Chủ nhật thì cộng tu cả ngày, nhà Đức tu với quý vị. Dù là mình ở xa đó, mỗi người mình ở mỗi nơi đó mà vô thời khóa đi cùng tu. Đó. Nên cái room mình bữa nay đầy quý vị. Cái room mình nay đầy. Đó. Nên có người, người ta mua cái room khác cho quý vị vô vị tu. Đó. Nên từ nơi đó, mình làm việc cho Phật Pháp mà quý vị. Bây giờ những đức đâu có cái gì đâu, bây giờ chỉ ngồi mình vậy thôi. Tu tập thôi. Đâu có gì đâu quý vị. Nó bây giờ lang thang có mình, lủi thủi. Nên mong mọi người nghe được, chúng ta nên chân thật phát tâm, có tâm giúp những người bị tai nạn. Đó là điều rất quan trọng quý vị. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này,
chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.